Tuấn đi quen lưỡi này hả? Dạ. Đó. Đi cái đường lại coi, đi cái hình. Thọ sinh nó bả ra hết rồi trời. Ừ, thì cái lời nó không ăn rồi. Nhìn đi nó ngọt anh hả? Đi nó quang á. Dạ. Trời ơi, lỡ vậy. Dễ lắm. Đó, anh thấy đi muốn cắt nứt cái da của mình. Ừ. Anh đi đằng sau lắm. Không tồn tại. Thấy cái đi quen cái dao này riết chả muốn đi giao xứ luôn. Bay từ ngoài Đà Nẵng qua đây mấy tiếng anh? Mấy tiếng hả? Hà Nội làm 2 tiếng hả? Hà Nội 2 tiếng. Đầy đủ đồ. Đó, em thấy nãy giờ. Anh thấy nãy giờ em đi đâu có mài dao gì đâu. Lưỡi nó bén á. Thấy đi nhẹ ha. Đi cái nắp sau xuống đi bèo lên nó dễ hơn. Khoa thì không cần đi sau. Anh đi vô sát này đi rít. Em đi rít không? Không. Sao anh đi rít dễ sợ? Các bạn không quen cái gì vậy chứ. Mà mỗi lần anh cầm vô sát ở đây là đi nó rít ghê lắm. Cái nỗi nào em đi là nó ngộ nè. Ừ. Em mà có cái đường vẽ chuẩn em đi sướng, thích đi dao. Không biết nó nằm đường đâu nữa. Ủa, nó bỏ đi. Cái này nó xuống tới đây nè, cái này mình nhìn đại chứ mà xuống tới đây luôn nè, cầu. Thấy đi quen đi sướng, anh có thử đi không?